Thưa quý vị, hôm nay mùng 3 tháng 3 năm 2020 là ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, lực lượng nòng cốt có nhiệm vụ chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự tại các khu vực biên giới quốc gia. Được thành lập từ ngày mùng 3 tháng 3 năm 1959, trải qua 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cho đến nay Bộ đội Biên phòng vẫn luôn tỏ rõ bản chất của một đội quân cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ. Nhân ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, tiểu mục Ngày này năm xưa của Truyền hình Nhân dân hôm nay mời quý vị khán giả cùng điểm lại một số hoạt động thiết thực và ý nghĩa của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong những năm gần đây. Vượt lên những khó khăn, thử thách, Bộ đội Biên phòng luôn tỏ rõ bản chất của một đội quân cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ nhân dân vùng biên giới, tiêu biểu như chương trình con nuôi của người lính Bộ đội Biên phòng. Đồn Biên phòng A Vao, tỉnh Quảng Trị là một trong số các đơn vị thực hiện tốt chương trình này. Những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các bản làng trên địa bàn đóng quân được các chiến sĩ đưa về, chăm lo tận tình, chú đáo, từ cái ăn, cái mặc, còn chữ, đến nơi ở. Các giáo viên ở đây thì giảng dạy tại trường, ban ngày và đồn biên phòng giúp đỡ các cháu học ở nhà. Sau một năm học ở đấy thì có một số em thì cũng hòa nhập kịp với các bạn ở vùng ở dưới này. Để nuôi dưỡng chính cháu thì trong cấp ủy ban chú ý của ban bạc là trích ra một phần lương phụ cấp để là nuôi các cháu. Ngoài ra trường tiểu học cấp 1-2 cũng hỗ trợ thêm một phần gạo để phụ thêm về đơn vị để nuôi dưỡng các cháu. Cho đến nay, trong việc triển khai mô hình con nuôi đồn biên phòng, các đồn biên phòng trên toàn quốc đã nhận nuôi 318 học sinh là con của các gia đình nghèo, mồ côi bố mẹ. Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh trên địa bàn biên giới, tiêu biểu như phong trào Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, đỡ đầu cho 189 xã xây dựng nông thôn mới, chương trình bò giống giúp người nghèo biên giới. Tính đến nay đã trao tặng 24.000 con bò giống cho hộ nghèo tại 11 tỉnh biên giới phía Bắc. Trong các nhiệm vụ trọng tâm khác như đối ngoại quân sự, quốc phòng hay đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới, vùng biển, Bộ đội Biên phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội trên khu vực biên giới, vùng biên của Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao. Ở thời điểm hiện tại, khi mà dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, để phòng chống dịch có hiệu quả, lực lượng Bộ đội Biên phòng trên cả nước, trong đó có Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, tất cả cùng đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, không quản ngày đêm các từng đường mòn, lối mở, phòng dịch lây lan qua đường xuất nhập cảnh trái phép. Đơn vị đã triển khai 3 tổ công tác, 3 tổ tuần tra khép kín đoạn biên giới, đơn vị quản lý, nghiêm cấm và ngăn chặn tất cả các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua cái địa bàn của khu vực biên giới đơn vị quản lý. Đơn vị cũng đã tổ chức cho cán bộ triển khai cho các tổ công tác xuống các địa bàn thôn giáp biên cũng như địa bàn nội địa, tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân phòng chống, tránh cái dịch bệnh lây lan ở trong cộng đồng. Trải qua chặng đường 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng toàn lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Với khẩu hiệu đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, Bộ đội Biên phòng đã, đang và sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho người dân vùng biên, tiếp tục đồng cam, cộng khổ, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.